Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mobile City. Tiếp tục là câu chuyện lựa chọn Android hay là iPhone sử dụng lâu dài lên tới 5 năm nhé. Câu hỏi của bạn Vinh: Xiaomi 13 hay iPhone 12 Pro Max chơi game 5 năm, chọn em nào tư vấn với? Ok, sau 5 năm nữa ấy, thì chiếc Xiaomi 13 sẽ ngang với cả Xiaomi Mi 8 bây giờ. Còn iPhone 12 Pro Max sẽ ngang với cả iPhone 6S Plus bây giờ. Hiện tại thì mình đang không có chiếc 6S Plus với cả Mi 8 ở đây. Nhưng mà khi mình check trên YouTube ấy, với con chip Snapdragon 845 của chiếc Mi 8 thì mình thấy chơi game vẫn khá là ổn áp. Ví dụ liên quân thì rất là ổn định này, FPS thẳng tắp. Còn khi chơi PUBG Mobile thì có súng 4x nha, nhưng mà tổng thể vẫn chơi được, không quá khó chịu. Còn với chiếc iPhone 6S Plus thì khác, ngay từ game liên quân thôi đã bị xuống 3x với cả 4x rất thường xuyên rồi. Chưa kể tới iPhone mà, nóng máy rất là nhanh, các bạn chơi khoảng nửa tiếng thôi, FPS sẽ càng ngày càng bị tụt giảm nhá. Nên là riêng cái phần câu hỏi của bạn về khoản chơi game ấy thì mình thấy là Xiaomi 13 đã hơn rồi. Ngoài ra về các trang bị khác ấy thì mình thấy chiếc Xiaomi 13 cũng sẽ hơn, nhất là về khoản màn hình. Chúng ta sẽ có tần số quét 120Hz. Bây giờ thì iPhone 12 chưa bị lỗi thời tại vì iPhone 14 ấy vẫn chỉ là 60Hz, nhưng mà 5 năm nữa là một câu chuyện hoàn toàn khác nha. Lúc đó thì iPhone toàn là 120 rồi, Android thì gặp khi lên 240, 360. Thì bạn có chấp nhận dùng một chiếc iPhone lỗi thời hay không? Đó, lại còn iPhone thì sạc chậm nữa cơ. Lúc đó Android thì toàn sạc 200, 300W rồi, thậm chí là 500W. Trong khi chiếc iPhone 12 Pro Max thì vẫn sạc khoảng 1-2 tiếng, khó chịu thực sự luôn. Nên là chốt lại theo mình nhá, mình khuyên bạn nên chọn chiếc Xiaomi 13 hơn, trừ khi bạn thực sự thích iOS. Đến với câu hỏi thứ hai của bạn Thái Phạm: Anh ơi, Realme GT Neo 3 có nên lên Realme UI 4.0 và ROM quốc tế không? Ok, mình khuyên là bạn nên up sang phiên bản ROM quốc tế nếu cần dùng làm máy chính nha. Tại vì thông báo sẽ chuẩn hơn, đa nhiệm sẽ tốt hơn. Giao diện thì cũng sẽ loại bỏ tất cả tiếng Trung Quốc đi, nhìn nó sẽ thuận mắt hơn. Tuy nhiên, up lên phiên bản Realme UI V4.0 thì bạn thực sự phải cân nhắc. Lý do, khi mà các bạn lên phiên bản 4.0 ấy, mình thấy hiệu năng của máy có bị giảm đi nha. Bọn mình test trên rất nhiều máy rồi, khi mà lên Realme UI V4.0 ấy, đa số chơi game sẽ kém đi, FPS bị tụt giảm. Thậm chí một số máy như kiểu chiếc Neo 5 chẳng hạn, khi các bạn chơi lâu ấy, nó sẽ bị lock FPS, một trường hợp rất là hiếm khi xảy ra với nhà Realme. Nhưng đấy chỉ là khi các bạn chơi game nặng thôi nhá, chứ còn chơi game nhẹ thì mình thấy ok, máy vẫn như thế, chơi ngon. Giao diện của phiên bản 4.0 thì nhìn nó sẽ thích mắt hơn, đúng nào? Chốt lại, bạn nên up sang phiên bản ROM quốc tế. Nếu chơi game nặng thì chỉ nên ở phiên bản 3.0 mà thôi, còn không chơi game nặng thì ok, lên 4.0. Đến với câu hỏi cuối cùng của bạn Radit Wow 6230i: Có cách nào để tải game mà không bị bố phát hiện ở iPhone không? Không muốn bố phát hiện ấy, đừng có làm, đơn giản vậy thôi. Còn không thì bạn sẽ phải chịu khó một chút nha. Vào cho mình cái phần setting này, thời gian sử dụng, bật giới hạn, tích bật lên cho mình, giới hạn nội dung, ứng dụng, chọn vào không cho phép. Bây giờ thì tất cả các app được cài thêm, bao gồm cả game của bạn, sẽ biến mất khỏi iPhone. Chỉ còn lại những ứng dụng mặc định của máy thôi nha. Bố bạn cầm vào ấy, làm sao biết được đúng không? Nhưng mà điều quan trọng nhất ấy là đừng để bố bạn xem được video này nhá. Ok, hy vọng là câu trả lời của mình sẽ giúp ích được cho các bạn. Và nếu các bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy comment phía bên dưới nha. Link mua các mẫu máy xuất hiện trong video ngày hôm nay, mức giá rẻ nhất tại Mobile City, mình sẽ để dưới phần mô tả cũng như bình luận game của video. Giờ xin chào, bye bye.